Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, riêng Thừa Thiên Huế đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 28 đến 31 độ, phía Nam 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.